trong mình rồi mà nó cho mình cái số phone. Thì từ cái số phone đó thì quý vị đang ở cái vùng local là 714 đi, thì mình sẽ nói là forward từ ví dụ như là giờ số phone của chị Tuệ vô cái số phone magic chat đó. Thì khi ai mà gọi là cái phone của mình nó rang là rang với cái anh magic chat với điều kiện quý vị có ghi là, thì lúc đó quý vị đã rút cái phone của mình chính của T-Mobile ra, cái sim mình không, cái sim á, thì mình sẽ không có bị cái vấn đề này. Và tại vì đó là lý do mình ngăn, tại vì tụi anh biết bạn tụi anh rất là nhiều, có nhiều người bị lắm rồi. Cứ nghĩ đi là tại vì đi với hai vợ chồng con cái, nhưng mà con á, thì giống như cái trường hợp hồi nãy con nó không có xài phone, chỉ là có hay một kia. Số phone ở Việt Nam thôi. Rồi tất cả gia đình bên này muốn liên lạc với người bố người mẹ thôi. Cho nên con không cần, nhưng mà y không có rút cái phone ra, đó lý do cái số tiền nó lên rất là nhiều, chỉ có chơi game thôi. Tại quý vị nghĩ là tôi đâu có nhận phone call, tôi đâu có nhận gì đâu, nhưng mà vô tình mình đụng vô những cái app như là cái mấy cái software, mấy cái phần mềm để trong cái phone, thì tự động là data bắt đầu tấn công rồi. Quý vị cứ vô trong cái phone, cái iPhone nha, quý vị mở ra sẽ coi là cái phần mềm nó dùng bao nhiêu dung lượng data, bao nhiêu data nó sẽ chia ra hết, và cái nào mà quý vị dùng nhiều nhất thì họ sẽ cho biết cái data nó nhiều nhất. Là từng trong cái phone của mình đã nói được với mình rồi, cho nên là cứ thế là hãng điện thoại không có ăn gian. Họ chỉ là máy móc thôi, cho nên họ cứ rưng lên như vậy. Rồi đi về đó khoảng cả tháng sau mới thấy được cái bill, mới hết hồn. Đúng rồi, khi mấy cái trường hợp này là của gia đình của nhà họ Trung, thì gia đình này là từ ở San Jose, nói rằng khi mà nhìn thấy cái bill điện thoại đó thì táo quả tâm tin hết. Thì mẹ mới gọi điện thoại lên nói thông báo như vậy, mà tìm hiểu cái nguyên nhân là tại sao là 13.000 mấy tiền điện thoại như vậy. Thì mới xin hãng điện thoại T-Mobile, thì họ nói rằng họ biết là cái lý do này không phải là cố tình dùng, vô tình thôi, cho nên được giảm xuống còn 3.800. Và gia đình này vẫn nói là cần phải được giúp đỡ, tại vì không có tiền đâu mà trả nhiều như vậy, làm sao mà mình trả mấy ngàn bill điện thoại một tháng. Thì mới liên lạc với là một cái đài truyền hình là ABC, thì đài mới liên lạc với hãng T-Mobile này làm lớn chuyện ra đó. Thì lúc này hãng T-Mobile quyết định bỏ số tiền 3.800 này luôn. Nhưng mà đây là một cái cảnh báo dành cho những khách gọi quốc tế, mà nói rằng là khi mà dùng cái data như vậy đó là phải rất là cẩn thận. Còn có một cái này mà giống như là tụi anh cũng khuyên, nếu mà quý vị cẩn thận hơn, ví dụ đi một cái gia đình 5 người đi, thì từ cái ngày này mình rời Việt Nam chơi một tháng, thì quý vị có thể gọi vô và yêu cầu temporary tắt từ ngày này và tắt mở đế trước ngày này, mở tắt luôn, completely tắt luôn, turn off cái phone đó luôn, không có disable luôn, không có mở lên. Rồi xong rồi tháng sau tôi về thì mình vẫn tiếp tục mình trả bill tiếp nha. Nhưng mà không, mình tắt không phải là mình không trả tiền, mình phải trả tiền nha. Mình phải trả tiền cái số tiền đó, nhưng mà mình tạm thời mình tắt vậy để cho về cái vấn đề mà secure thôi. Cái thứ nhất